Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về mình cách đây hàng một cây xiên ở trên luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây là mình mới đưa lên để chấm bon mấy cái gốc đó cho nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hai cây quê thì mình sẽ phan bắt lỗ trước vô trong tường nha. Đây đó, đây về bằng phan lỗ rồi mình bắt bu lon trong tường, rồi sau đó mình mới đưa những cái thanh đứng lên. Thì những cái thanh đứng này thì mình mới vừa đây chấm bon qua nè cô chú đó. Đó, để hàng lên trực tiếp luôn chứ mình không có hàng ở dưới đưa lên nha. Cái tại vì cái xiên này chiều dài nó chiều ngang nó tới 6 mét được, 6 mét 3, lọt lòng là 6 mét 3 nên mình hàng nếu mà ở dưới đưa lên là hơi cực ngang cô chú, nên mình hàng ở trên trực tiếp luôn để mình qua đây mình cho cô chú anh chị và bạn xem. Tại vì mình cũng mới chấm bon không đó, cái này cũng mới chấm không để cho các bạn xem, nói mình hàng rồi mình mới đưa lên. Thì nay mình chỉ đưa lên rồi chấm bon lại cho sao? Những cái mối này mình chưa có chấm nữa nè, là mình hàng trực tiếp ở trên luôn nha, ở đây luôn đó. Những cái mối đó mình chưa có hàng đó, còn bên đó thì mình mới vừa hàng xong. Thì mình xuống mình quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem cách thức để hàng một cây xiên trực tiếp chung nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem mình hàng như thế nào. Thank you.
thì mình cũng hàng xong cây xiên treo ở trên nha cô chú và chờ anh chị, thì nó cũng cũng khó hàng chứ không phải là dễ hàng đâu nha. Thì ở đây mình chia sẻ để cách để mình hàng được cây xiên treo ở trên trực tiếp ở trên luôn nha. Đó, thì cô chú anh chị và các bạn nào có xem thì có làm những cái nhà lắp ghép hay là những cái nhà tường như vậy thì mình muốn làm cho nó nhẹ đó, thì mình đưa lên nó nhẹ thì mình hàng trực tiếp luôn. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn hàng ở dưới, anh em nào muốn hàng ở dưới thì đưa lên rất là nặng, tại vì khi cây xiên mình hàng là sắt dày 1,8 ly mà cái chiều cao của nó là 50, chiều ngang thì nó 6,3 m như vậy, thì mình đưa lên mình khi mình phan vô cái lỗ này, những cái lỗ phan trong tường đó cô chú anh chị các bạn, thì nó rất là khó, mình lấy lỗ không chuẩn là đưa lên là nó rất là khó, nên mình khoan trước, mình lắp cái que để vô hai bên, rồi sau đó là mình mới thả cái cây trên, cây trên để cho nó đỡ lên cái cây kèo, đỡ lên cây kèo, rồi xong mình mới lắp cây kèo cây máy dứa, lắp cây máy dứa xong, thì mấy cây đứng thì mình cũng chấm sau. Ở đây mình có một cái cây để chổi xiên này, cô chú anh chị cho bạn, thì cái cây chổi xiên này mà khi mà lực mà ở trên mái nhà mình đè xuống á, thì nếu không có cây xiên này thì không có cây chổi này thì cái giả dưới này nè nó sẽ cong với mình về phía phía sau là nó sẽ được nó xuống bình thường nha. Còn như mình hàng mình chống chổi là như vậy thì nó sẽ kìm lại, nó không bao giờ mà nó cái bụng này nó trở lại đằng sau được, thì nó sẽ chắc lại nha, nó không bị quằn xuống nữa. Đó. Thì mình cũng có cái kỹ thuật viên của mình làm. Rồi thì mình cũng kết thúc clip ngăn cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Rồi. Ok. Bye bye.